Bên ông tiếp chữ mày cầm cháu của Bắc Hồ thung đàn xe tặng lê hứa để đầm phà để đúc đượt của cần sần chứ đông hẳn thay dư phải viên dùng đầy hận nhất. Nhưng vì quá cán bộ nhân viên ngành kỹ thuật bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã cấp đang với những giải pháp vẽ ô thông chất đường mở kỹ thuật đảm bảo đâm trùng loại thăm dò bố vũ khí trang thiết bị chống hợp việc huấn luyện của một thả thần chiến đấu. Còn vì tăng các cán bộ nhân viên trạm viên phòng kỹ thuật bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã hắt đầy đứa chỉ thị đinh hạ của bộ chính trị cấp chỉ thị về thực chất của quân ủy trung ương một việc phần học hành theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ cả đời nghị quyết trung ương thí khóa tiếp theo mới tăng cường xây dựng biển đảng quá này đơn vị ở việc on gương theo quy định số bác thi tiếp xúc của quân ủy trung ương hành thức tòng hào việc thực thi chức trách việc khách ở ba phân đấu của một đảng viên hạch đèn của chỉ bộ đơn vị cũng đã đơn cháu kế hoạch nên mùi tuần học điều luật nặng gần đây hẳn lẽ còn hạch lại điều lệnh quản lý bộ đội lại quy định của quân đội nội quy của đơn vị chống mặt và chuyến tối đang trang nghỉ của cán bộ đảng viên góp phần hạch đem mang chỉ thị của tư lệnh quân khu mới chính quy mẫu mực ngành kỹ thuật được học tập và làm theo lời bác thì trước hết là về phía đơn vị học các hạch theo cầm bác cháu đơn vị đã lên cháu thường tăng các cán bộ chiến sĩ nên phải học hệt theo cảm bác từ việc học hệt theo cảm bác đã hư ông thung trang nghỉ trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên đã hệt việc chuyển bộ các việc đảm bảo mực kỹ thuật phát huy đầy bạc đài sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đơn vị đội ngũ cán bộ và nhân viên chuyên môn trong công tác bảo đảm kỹ thuật trang bị xe máy từ đó phát huy tốt cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Để phần chậm, dương hẳn đầy bạc, dung hàng bắn, an toàn tiết kiệm, các an toàn giao thông, cán bộ nhân viên đang đơn vị đã đăng ký những việc khẹt theo năm để việc khẹt của đơn vị cùng bỏ việc đạp phụ trách. Đã lúc ông còn hẹt nai việc, mùi cần phải phát huy đầy hà tinh thần trách nhiệm, hẹt làm chức trách việc khẹt để giao. Lúc ông còn dùng đại trang thiết bị máy móc, lại phải hẹt làm quy trình, quy tắc mới an toàn đã hẹt việc, các bảo hộ đã hẹt việc. Trong thời gian vừa qua thì là để phát huy cái phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì là cơ quan và đơn vị đã ở thời gian quá ông có hết phong trào học các hết theo gương đạo đức của bác cơ quan đơn vị đành tin cháu cần tăng cá cán bộ là đơn vị phát huy tinh thần học hết theo bác đơn vị bon quẩy đã thi căn mới lại sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khẩu phi khách đã thực tế của đơn vị các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để ứng dụng thực tế vào trong thực hiện nhiệm vụ thực tế của đơn vị. Phòng kỹ thuật để giao quản lý mới nên đồng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật đang hòn vấn đài đã dung đang đại bị các chịu tác động cũng bôn phả do hành việc sư để hệ số kỹ thuật chấp lại khó khăn. Nhưng vì quá đảng ủy chỉ huy phòng kỹ thuật đã tập trung nâng cháo tàn óc lên giải pháp và hành đi mạc về kỹ thuật. Đang hành đánh đạo chỉ huy phòng chắc lũ việc học các hành theo cầm bạc cháo đới ngành kỹ thuật đến đó quan trọng. Thực hiện ý chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng hạt chỉ thị số linh hạ của Bộ Chính trị một việc vận học hay theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác đã nhập biệt quá bao đấy lại cơ quan của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phòng kỹ thuật công ty đã tạo kế hoạch học việc học hay theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác gắn đến việc hành chính trị hạt cốt của đơn vị từ những cảm chảo của bác Hồ cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật đã đi ngang việc dự đề đồng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật theo năm quy định biên đề đồng trang bị kỹ thuật theo năm quy trình hạ thùng phảo khí tài đề đồng đạn đề đồng giản đố bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật đúng quy định bảo dưỡng đúng quy trình phải giải quyết ngay khó khăn phòng kỹ thuật đã phát động đại phong trào thi đua đồng viên cán bộ nhân viên kỹ thuật học nghiên cứu đề xuất lại sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã dư dùng lại lòng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật nhớ để lên cháo ngành kỹ thuật các đại đơn vị cách đây đạt mục tiêu của bài vận động quản lý dùng lên lòng vũ khí trang thiết bị hạt đây đạt hàng bắn an toàn tiết kiệm các an toàn giao thông quán để lên cháo thật óc kế hoạch gần đây khách tay vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng đáng cái danh hiệu bộ đội phù hộ tương hành cán bộ nhân viên ngành kỹ thuật đã học các ô thông trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động vận dụng đầy bạc lại kiến thức để đơn cháo khẩu thực tế công việc,
nhất là ứng dụng đầy mạc đa sáng kiến cải tiến kỹ thuật lai mô hình khẩu thực tế công việc đầy dòng. Đối với riêng bản thân tôi thì trước tiên để thực hiện tốt và hưởng ứng các nội dung điều đến bản thân quẩy, tôi có đại học đầy mạc là đủ số chỉ tiêu đích hạ. Bản thân khỏi phải nghiên cứu nên cháu đã đi đạt đạt đủ số lại kích hoạt can đời nhưng phải hẹn rõ ràng đơn đẹp phát huy tinh thần tự giác đây là tham mưu cấp ủy chỉ huy đơn vị về việc quản lý vũ khí trang thiết bị tài thống nên bọn đấy chỉ huy đơn vị giữ đây đạt một nền nếp chế độ một việc kỹ thuật của đơn vị đã huấn luyện cùng bọn đang thả thẳng chiến đấu huấn luyện cũng như quá trình sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Để mà đạt được những thành tích trong học tập và làm theo lời Bác, đối với bản thân tôi thứ nhất là phải thường xuyên. Đối với bản thân khỏe, để hay trao dồi kiến thức, ô thông trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân đã và hãy đi bác việc đề dạo. Tài thống, đầu việc khách cốt đã là phải tiếp thu lại cầm đơn cháu cũng chỉ huy đơn vị cùng một cấp nữa. Với bản thân đã, hãy thân đi mặc đang đại việc theo đảm yêu cầu cũng chỉ huy đơn vị tạc ốc. Đối với tạt óc để ôn thông ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên để quản lý vũ khí trang thiết bị kỹ thuật an toàn trung đề biệt để đồng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật mới hiện đại còn vì cấp ủy chỉ huy đơn vị đại cấp nhằm quay thân đơn cháo hàng một cán bộ chiến sĩ chắc đề nằm với ý nghĩa quan trọng của việc kỹ thuật đã hành việc đề dạo cấp xây dựng đơn vị mãn tăng diện ôn thông trình độ năng lực quản lý dùng để đồng trang thiết bị kỹ thuật gắn đời việc đơn cháo ôn thông ý thức trách nhiệm cũng cần trực tiếp quản lý. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy vũ khí là mồ hôi. Lúc nhân thống ba hồ đã cháu đẻ, vũ khí nề hứa để nằm nhà cũng cần dần nên đúc đượt của bộ đội do hẳn là phải chắc trân trọng. Từ những cằm cháu của bác Hồ, bọn khỏi đã hẳn đầy mạc vì quay sư để đồng vũ khí trang thiết bị cùng một viên viên để đồng vũ khí trang thiết bị đạt sực. Còn vì tắt óc là giải pháp với đồng viên khuyến khích là tập thể nay cần hãy đẩy mạnh về cải tiến kỹ thuật vài dư hở để đồng vũ khí khí tài đạn dược dùng để hận hơn đưa ra các cái giải pháp động viên khuyến khích các cái tập thể cá nhân thực hiện tốt cái việc tham gia và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã hơi thời gian quá việc học cấp theo cảm bác cháu lúc giờ cùng để kiên trì làm các biệt động lực và cán bộ nhân viên ngành kỹ thuật bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang phấn đấu bay khẩn góp phần cải luồng về được đường bộ trang tỉnh hết thưởng tăng đại việc để giảm.